Trong bài cuối lần trước chúng ta đã cùng nhau học cái cách tạo ra số nhiều của danh từ giống đực đấy. Đó, chúng ta có các danh từ stone, khi sang số nhiều sẽ thành là star lười, chúng ta thêm đuôi ư đấy. Tiếp theo chúng ta có danh từ parfait, khi sang số nhiều thành parfait. Đó, chúng ta có danh từ musée, khi sang số nhiều thành musée đấy. Đó. Thế vậy đến đây thì chúng ta thấy là gì nào? Đó là các danh từ giống đực được cấu tạo như vậy đấy. Tạc. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái danh từ giống cái nó sẽ biến đổi như thế nào. Đối với danh từ giống cái thì đặc trưng của nó là có đuôi a. Nguyên âm a ở tận cùng đấy. Nếu mà danh từ giống cái có nguyên âm a ở tận cùng thì sẽ chuyển thành nguyên âm ư. A thành ư. Ga diệt ta, ga diệt tươi. Đó. Nếu danh từ giống cái có tận cùng bằng một dấu mềm thì khi chuyển sang số nhiều sẽ thay dấu mềm bằng nguyên âm i. Chitraji. Nếu danh từ giống cái là tận cùng bằng i, có đuôi i, danh từ photographia, khi sang số nhiều i sẽ được thay bằng đuôi i, nhiều bức ảnh. Photographia là một bức ảnh, nhiều bức ảnh sẽ là photography đấy. Tổng kết lại, nếu danh từ tổng giống cái có đuôi a thì chuyển thành đuôi ư, nếu có đuôi giống mềm thì chuyển thành đuôi i, nếu có đuôi ia thì sẽ chuyển thành đuôi i đấy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một vài cái ví dụ đấy. Thì giáo sẽ hỏi em và em sẽ cố gắng trả lời đấy. Đó, giáo hỏi nào. Sto eta Eta lampe đấy. Sto eta carte đấy. Sto eta đây là một cái cửa thì là dviera đấy. Sto eta eta dvieri. Eta dvieri. Đã. Một cái ô tô là machine. Nhiều cái ô tô là gì nè? Sto eta eta machine. Eta machine. Nơi đấy. Machine đấy. Một con cá thì là ruba. Nếu mà nhiều con cá sẽ thành là gì nào? Eta rubi. A thành ư đấy. Carta thành carte, lampa, machine, ruba, đấy. Devir kết thúc bằng một dấu mềm, devir chuyển thành deviri đấy. Đó. Tác vụ хорошо. Thì bây giờ chúng ta xem tiếp. Vừa rồi là danh từ giống cái rồi, bây giờ chúng ta xem danh từ giống chung. Danh từ giống chung sẽ có đuôi như thế nào? Danh từ giống chung đặc trưng đó là danh từ akno. Nếu như nhiều cái cửa sổ thì sẽ là okna. Akno okna. O thì thành a đấy. Nếu danh từ giống chung có đuôi i ye thì khi sang số nhiều sẽ là đuôi i ya. Upražnjenje là bài tập đấy. Upražnjenje sang số nhiều. Upražnjenje đấy. Đó. Thì bây giờ ở bên này, ở cột bên này chúng ta xem là gì nào. Cột bên này là các danh từ giống chung của đuôi o. Pismo sang số nhiều thành pisma, trọng âm nhảy lên đầu, pisma đấy. Piva vino vina đấy. Đó. Nếu ở cột bên này là các danh từ giống chung của đuôi ye. Morie maria zdanie zdania platie platia. Platie là cái gì? Platie đó là cái áo dài đấy. Morie là gì nào? Morie là biển đấy. Dòng sông. Biển đấy. Zdanie là gì nào? Zdanie là một bài ngôi nhà. Một ngôi nhà đấy. Giống rất giống cái từ bài tập đấy. Từ bài tập có nghĩa là zdanie đấy. Zdanie thì là bài tập đấy. Mình sẽ viết luôn cho bạn thêm một cái từ này nữa đấy. Đó, để chúng ta dễ phân biệt đấy. Chúng ta có từ zdanie. Zdanie đó là bài tập đấy. Sang số nhiều thành là zdanie. Đấy, đó là zadanie đấy. Hai cái từ này ná giống nhau cho nên là các bạn hay bị lẫn đấy. Zadanie đây là zadanie đấy. Zadanie đấy. Platje có nghĩa là cái áo dài của phụ nữ đấy, cái áo dài Việt Nam ấy, cái áo dài truyền thống chẳng hạn đấy, gọi là platje đấy. Đó.
tác vụ. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc những cái danh từ giống chung này một chút nhé. Письмо, письма. Em đọc. Письмо, письма. Đúng rồi. Пиво, пиво. Пиво, пиво. Пиво, пиво. Đấy. Вино, вина. Вино, вина. Đúng rồi. Đấy. Здание, здание. Đây, задание, задание. Задание. À, đây là задание, задание. Em đọc lại nào. Задание, задание. Задание, задание. Задание. Да. Море, моря. Море, моря. Đấy, ở trọng âm nó thay đổi đấy. Море, моря. Đấy, thế còn задание thì vẫn giữ nguyên đấy. À, платье, платье vẫn giữ nguyên đấy. Задание, задание đấy. Đó. À, chúng ta đọc tiếp nào. À, đọc tiếp. Здание, здание. Здание, здание. Платье, платье. Платье, платье. Tá, tá. Хорошо. Ấy, bây giờ chúng ta sẽ xem một vài hình ảnh đây đấy. À, và hình ảnh đây sẽ biến đổi như thế nào nào. À, что это? Это окна. Окна, đấy. Это окна, đấy. À, trọng âm như thế nào nào. Окно. Окна, да? Окна, да? А, письмо, письма, да? А, вино, вина, кресло. А, nguyên bản của cái từ cái ghế bành này đấy. Ghế bành này là một cái ghế bành thì sao nào? Một cái ghế bành là кресло, да? Кресло. À đó. Кресло là một cái ghế bành. À đó. Thế nhiều cái ghế bành sẽ là кресло, да? Так, кресло, да? Вот так. Кресло, кресло. Хорошо, chúng ta đọc nào. À thì đã hỏi em đọc nào. À, что это? Это? Это окна. Да? Что это? Это? Это письма. Письма, да? Что это? Это? Это вина. Вина, да? Что это? Это? Это кресло. Кресло, да? Это кресло. Так, хорошо. Так вот. À, thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái khung như thế này. Trong này nó nói cái gì đây? Đấy. À, nó nói cái gì? Tạ, chúng ta biết rằng là đối với các danh từ giống đực và các danh từ giống cái thì nó sẽ có cái đuôi ư là đuôi số nhiều đấy, đuôi ư. À đó, đuôi ư. Em thấy trên nào? Đấy. Tạ, chúng ta sẽ cho đuôi ư đây đấy. Đó, đuôi ư. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? À, vấn đề ở chỗ là có một số cái phụ âm mà đứng đằng sau nó không được viết ư. À thì có 7 cái phụ âm như vậy đấy. À có 7 cái phụ âm như vậy. Thế vậy thì chúng ta nhìn thấy đây là gì? À chúng ta nhìn thấy ở đây là 7 phụ âm k, g, kh, sh, sha, ch và r đấy. Đó. À chúng ta để ư vào đây nhá. Đó, chúng ta sẽ để ư vào đây. Mô phỏng như vậy. Thế và ư ở đây chúng ta không được viết, cho nên là chúng ta sẽ làm cái dấu gạch chéo ở đây để chúng ta mô phỏng rằng là không được viết ư ở đây đấy. Mà chúng ta phải viết là gì nào? Phải viết là y đấy, phải viết là y. Đó. Thế cho nên là khi mà chúng ta có một số cái danh từ khi chuyển sang số nhiều, chúng ta đáng ra phải là gì? Theo nguyên tắc urok thành là urok. Thế nhưng mà không được viết ư đằng sau k, cho nên người ta đọc là uroki, viết là uroki đấy. Ruchka là danh từ giống cái. Ruchki. Yablaka. À yablaka. Yablaka. Kì, đấy. À nhưng trên thực tế thì đây là cái danh từ nó biến đổi đặc biệt. Người ta cho vào đây nó cũng chưa đúng lắm đâu. Đấy. À thế nhưng mà gì chúng ta biết rằng là gì? Яблоко là một quả táo, đấy. Quả táo. Яблоки là nhiều quả táo. Урок là một bài học. Нhiều bài học уроки. Ручка là một cái bút. Ручки là nhiều cái bút, đấy. Đó, tương tự như vậy. À chúng ta có từ книга, đấy. À đấy. Sang đây là gì? Книги. À đây là hãy nói cho chúng tôi biết đây là cái gì đấy. Hãy nói cho chúng tôi biết đây là gì, hay là xin hãy nói cho tôi biết đây là cái gì đấy. À đó, thì khi chúng ta muốn hỏi ai cái gì về điều gì đó thì chúng ta sẽ nói скажите пожалуйста đấy, скажите пожалуйста. Nói chung là các em trẻ tuổi bây giờ đấy, các em ở tuổi 13, 14, 15, 16 cho đến 17, 18 hiện nay, đại đa số các em rất là ít nói chuyện. Các em ít nói chuyện bởi vì sao? Chủ yếu là các em giao tiếp ở trong mạng thôi. Nói chuyện trong mạng thì cái ngôn ngữ trong mạng nó rất là
cô đọng, tức là gì, nó rất là ngắn gọn đấy. À đó, thế nhưng mà đến khi đi ra ngoài chúng ta giao tiếp ý, thì chúng ta cần phải là gì, niềm nở hơn một chút đấy. Bởi vì sao? Cái việc niềm nở của chúng ta sẽ tạo điều kiện cho chúng ta rất nhiều thành công ở trong xã hội đấy. Đó, ví dụ như là bây giờ chúng ta nhìn thấy ai, chúng ta tươi cười chào hỏi này đấy, hỏi thăm vài câu này đấy. Đó, thế ngược lại gì, đại đa số bây giờ có thể nói đến 90% các bạn, các bạn trẻ như tuổi như em đấy, tuổi 15, 16 là gì, các em là cậy miệng không nói một câu, người ta gọi là cậy miệng không nói một câu đấy. Tức là cái im thôi đấy. Đến khi nói, bởi vì sao, các em chưa có tâm thế để nói chuyện. Các em muốn nói chuyện các em rất là ngại, đúng không nào? Đấy, nói chuyện bạn bè thì được, nhưng mà nói người lớn tuổi thì các em ngại. Đó, không biết là người ta sẽ đối xử với mình như thế nào đấy. Thế em cần nên hiểu là gì? Những người lớn tuổi, những người làm việc, những người công tác, luôn luôn người ta chờ đợi ở các em là cái sự niềm nở và cái sự giao lưu. Cho nên chúng ta cần phải nói chuyện nhiều hơn đấy, tươi cười nhiều hơn, niềm nở nhiều hơn, thì cái việc đó sẽ bảo đảm cho việc thành công trong cuộc sống của em sẽ nhiều hơn đấy. Đó, vậy thì trong tiếng Nga cũng vậy, chúng ta hay học những mẫu câu giao tiếp này. Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Là xin hãy nói cho tôi biết, что это? Đây là cái gì vậy? Это матрешка. Đây là матрешка. Chúng ta biết đây là матрешка đấy. Những cái hình, những cái con búp bê gỗ này em biết rồi đúng không nào? Đấy. Nó gọi là матрешка. Матрешка đấy. Đó. Thế là sau khi hỏi và được trả lời, chúng ta sẽ nói sao? Спасибо. Cảm ơn. Thế và cái người mà được cảm ơn đó, người ta sẽ nói пожалуйста. Đấy. Пожалуйста. Đó. Thế bây giờ cái câu hỏi thứ hai, mình giải thích luôn cho bạn hai cái mẫu câu đấy. Mẫu câu thứ hai mà chúng ta có thể hỏi, đây là mình dạy một bác ở bên Pháp, cho nên mình đặt cái từ tạm biệt bằng tiếng Pháp đấy. Đó, thế bây giờ mình sẽ đặt cái từ tạm biệt bằng tiếng Việt đấy. Từ tạm biệt bằng tiếng Việt, chúng ta sẽ nói ở đây là từ tạm biệt đấy. Tạm biệt đó, chúng ta có cái câu đó. Так вот, bây giờ chúng ta sẽ có câu như thế này. Скажите, пожалуйста, xin hãy nói cho tôi biết, как по-русски, tạm biệt đấy. Mẫu câu как по-русски có nghĩa là gì? Từ tạm biệt bằng tiếng Nga là gì? Как по-русски, tạm biệt. La до свидания đấy. La до свидания. Спасибо. Và có câu đáp là gì? Не за что. Câu này đọc là не за что. Đó, trọng âm nó rơi vào âm nhe này đấy. Người ta nhấn trọng âm mạnh vào âm nhe này, cho nên là cái âm sto đằng sau này nó chuyển thành sto, sto đấy. Не за что, не за что đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc nhé. Thầy giáo sẽ đọc câu thứ nhất, em nói câu thứ hai. Хорошо đấy. Так. Bây giờ thầy giáo nói trước nè. Скажите, пожалуйста, что это? Это матрешка. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста, đấy. Đó. Cái việc chúng ta cứ nói đấy. Ở ngoài đường các em có một cái tâm lý là gì? Có khi chào ông không nghe thấy đấy. Có khi là nói nhưng mà họ không nghe thấy đấy. Chỉ việc chúng ta cứ nói. Còn cái việc người ta nghe thấy không, chuyện của người ta không quan trọng đấy. Đó. Thế nên là gì? Khi người ta nói спасибо, chúng ta cứ nói пожалуйста đấy. Đó. Bây giờ thầy giáo hỏi tiếp em. Скажите, пожалуйста, как по-русски tạm biệt? До свидания. До свидания. Там нет. До свидания. Да? Спасибо. Не за что. Не за что, да? Ты везде, ты засе хой, банг ты хак, не? Скажите, пожалуйста, как по-русски се ото? Автобус. Автобус. Машина, да? Машина. Да? Машина, ла, кей ото, дуна, да? Машина, да? Да. Автобус, ла, отобит, да? Да. Спасибо. Не за что. Не за что, да? Да. Скажите, пожалуйста, как по-русски con lật đật? Не валяшка. Не валяшка, да? Спасибо. Не за что. Не за что, да? Như vậy là cái con lật đật trong tiếng Nga người ta gọi là не валяшка. Đó là động từ валять. Валять là nằm xoài, nằm bò ra đấy. Не валяшка tức là nó không nằm. Cái con nó không nằm đấy. Hay là người ta còn có một cái tên khác nữa để chỉ cái con lật đật này, đó là Ванька Станька đấy. Ванька. Так. Ванька. Ванька Станька. Ванька Станька đấy. Ванька là Ваня. Ваня là Иван đấy. Tên là Иван. Станька là hãy dậy đi đấy, hãy dậy đi. Ванька Станька đấy. Đó, nó có hai tên, Не валяшка hoặc là Ванька Станька đấy. Đó. Em đọc cái từ thứ hai này nè. Ванька Станька. Ванька Станька. Đó cả.
Встанька, встанька, да? Ванька, встанька. А, давай lại thử nào. Ванька, встанька. Ванька, встанька. А, да-да. Ванька, встанька. Ванька, встанька. Так, хорошо. Так, tiếp theo nào. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài đọc như này đấy. Một cái bài đọc như này. Mà nó bị bỏ mất nhiều chữ đấy. Nên bây giờ chúng ta phải điền những cái chữ này vào đấy. À, đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau điền nào. Đấy. À, đó. Em bây giờ em đọc thử nè. Em đọc thử xong đến cái chỗ nào không có dấu chấm này thiếu chữ thì em tự điền chữ vào nào. Но это мой папа. Да, его зовут Илья. Илья, да? А, trọng âm nó rơi vào đâu? Илья. Tên Илья nó trọng âm rơi ở đây đấy. Его зовут Илья. Он кто? Он повар. Да, он врач, да? Он врач, да? Đây là bác sĩ đấy. Bác sĩ đây là bác sĩ trong phòng mổ này, nó có cái đèn mổ này đấy. À, đèn chiếu sáng của phòng mổ đấy. Đấy. À, tiếng con cá đấy. À, on врач đấy. On врач. Thế còn bác sĩ phẫu thuật là chirurg đấy. À, chirurg đấy. À, chirurg là ông bác sĩ phẫu thuật. Nhưng mà do là chúng ta đang dùng ở trong bài cùng một mạch thì chúng ta dùng cái từ chirurg là chúng ta chưa biết, cho nên chúng ta sẽ ghi đây là gì nào? On врач đấy. Врач. On врач đấy. Так. А, хорошо. Он врач. Так, а, tiếp theo nào. Это моя мама. Мама, да. Ее зовут Анна. Анна, да. Она тоже? Она тоже медсестра. А, нет. А врач? А, khi mà có cái từ тоже này thì nó sẽ lắp lại cái từ ở bên trên này. Em hiểu đấy. À, đó. À, điều đó thì khi em đọc cái logic thì em sẽ hiểu rồi. Она тоже врач. Они? Они кто? Они врач. Врачи, да? Они врачи, а сунёма, да? Они врачи. Это мой? Это мой... Ну, брат, да? Это мой брат. А, да? Это мой брат. Да, он кто? А... Он учитель. À, ôn chỉ chỉ nó lát nó pushy bu à cái điều này nó ở đây nó không quan trọng anh chị, nó không quan trọng là ông ấy làm cái gì cả đấy đó. À, ôn chỉ chỉ ôn engineer или он музыкант или он кто не важно đấy đó. À, это моя сестра. Сестра она? Она учительница. А, она учительница, hoặc là она художник, đấy. Hoặc là она художник, đấy. Hoặc là она инженер, đấy. À, не важно, bởi vì sao nó không có một câu nào tiếp theo nó ràng buộc cái ý nghĩa, đấy. Это я. No, это я. À, đến đây thì phải lưu ý một chút, đấy. Это я. Виктор. Меня зовут Виктор. Да, и я. Я... No. No, я студент, đấy. Я студент, đấy. À, tôi là sinh viên, bởi vì sao? Trông già này nhưng mà là gì? Mặc cái áo có chữ MGU đấy. MGU là trường đại học tổng hợp quốc gia Moscow đấy. MGU. Cho nên là cậu ta là sinh viên của trường đại học tổng hợp quốc gia Moscow đấy. Он студент đấy. Nó vật tạc. À, так, хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây đấy. À, chúng ta sẽ xem ở đây. À, chúng ta xem ở đây là chúng ta sẽ có những câu trả lời. À, bây giờ em cần phải xem câu hỏi đấy. Em đặt câu hỏi những câu trả lời này. Так, хорошо. Đấy. Chúng ta có câu thứ nhất này. À, да это мой учебник. Thế vậy câu hỏi sẽ là gì? Câu hỏi sẽ là gì? Это tươi учебник. À, đấy. À, tươi. Tươi là đại từ nhân xưng. Thế còn đại từ sở hữu của nó là gì nào? Это твой учебник. Đấy. Это твой учебник. Đấy. Đúng không nào? Đấy. Đó. Это твой учебник. Да, это мой учебник. Đấy. Так хорошо. Меня зовут Лена. Меня зовут Лена. Как тебя зовут? А, как тебя зовут? Câu này dễ rồi đấy. Так, хорошо. Это карандаш. Câu này cũng dễ rồi đấy. Это карандаш. Что это? А, что это? Да? Что так, это? Хорошо. Да, он музыкант. Да, он музыкант. Он музыкант? Да, bởi vì sao? Nếu câu hỏi có да, thì cái câu trả lời này chính là câu hỏi đấy. Câu trả lời nó chính là câu hỏi, nó khẳng định mà. Đấy, đó, он музыкант. À, đúng chưa nào? Да, он музыкант. Đấy. Нет, это не моя тетрадь. Это твой тетрадь. А, тетрадь là danh từ gì đây nào? Giống cái đúng không nào? Đấy. Cho nên phải là gì? Твоё. À, giống cái là gì? Ê, em nhìn thấy đây này, моя. À, đúng không? Thì vậy thì nó sẽ là твоя. Đấy. Đó. À, trong tiếng Nga nó, người mình hay nói là gì? Nó hay giấu đầu hở đuôi. Tức là gì? Nó bắt các em viết ở trên này nhưng mà nó lại cho dưới này trả lời rồi. Đấy.
À, nếu dưới này là Maya Vâng. Chitrat thì sẽ phải là Dvaya Chitrat đúng không nào? Đấy. Nhiệt ết Yevo Zavut Serigei. Yevozavut Andrei. Andrei, à đấy, Yevo Zavut Andrei, đúng rồi đấy. Đó. Nhiệt ết Petersburg. Anna. Petersburg. Petersburg là thành phố Petersburg đấy. À đấy. À thành phố Petersburg vậy thì chúng ta phải lấy tên một thành phố khác đấy. À đó. Moscow. À từ Moscow, đấy từ Moscow hoặc là gì? Từ Vladimir đấy. Vladimir là thành phố Vladimir đấy. Ta. À хорошо. Нет, он артист. Engineer. Да, он инженер hoặc là он профессор đấy. À nghề nào cũng được cứ không phải artist là được đấy. Nếu mà ta хорошо, à thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần tiếp theo của bài chúng ta. À, bài ngày hôm nay của chúng ta sẽ xem một số từ mới để chúng ta sẽ sau đó chúng ta sẽ có một cái bài đọc đấy. À, chúng ta sẽ tự viết một cái bài đọc. Так хорошо. À, chúng ta có từ ученик. Ученик là gì nào? Ученик. À, một cậu học sinh đấy. À, chúng ta có từ thứ hai, экскурсовод. Экскурсовод. À, em có biết từ này không nào? Từ này có nghĩa là hướng dẫn viên du lịch đấy. Hướng dẫn viên du lịch. À, nó xuất phát từ cái từ gì nào? Excursia đấy. Chúng ta có từ excursia là một cuộc tham quan excursia đấy à đó à excursia là một cuộc tham quan và nó có cái từ thứ hai nữa đó là từ vadit vadit là hướng dẫn đấy vadit là dẫn dắt dẫn dắt à thế vậy thì nó lấy hai cái gốc từ này đấy nó lấy hai gốc từ này nó ghép vào là một à nó thành cái từ excurs đấy excurs đó thế chứ nào đấy đó thế nên lấy cái từ escur này ở đây nhé đó thì nó sẽ viết nhé escur đấy xong có cái từ vột đấy vột đó à ở đây có cái từ vột escur nhưng mà do hai cái gốc từ ghép nhau thì bao giờ người ta cũng thêm một cái phụ âm vào để cho dễ đọc đấy escur sa vột à em nhìn đó đó là cái cách cấu tạo từ thì ra nói thêm với em ở đây là gì đó là cái cách cấu tạo từ ở trong tiếng Nga đấy escur sa vột đấy à đó là vậy vậy là gì là người hướng dẫn tham quan hay là người dẫn dắt một cuộc tham quan đấy. Thì cho nên nó gọi là excursavod em nhìn trên nào đấy хорошо à tạc tiếp theo là chúng ta có từ известный 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 là gì nào là nổi tiếng đấy известный là nổi tiếng đấy родной là thân thương ruột thịt đấy à, hoặc là tiếng mẹ đẻ người ta dùng cái từ này родной язык đấy родной язык à đó rất nổi là thân thương môi rất nổi gồ rật thành phố thân thương thành phố quê hương của tôi môi rất nổi gồ rật à ví dụ em sinh ra ở Hà Nội em sẽ nói Hà Nội Hà Nội môi rất nổi gồ rật đấy à đó известный là nổi tiếng đấy à tác конечно là lẽ tất nhiên lẽ dĩ nhiên правильно là đúng đấy немного là không nhiều à ngược lại của nhiêm noga là gì à ngược lại là mnoga đấy mnoga thì là nhiều mnoga đấy à đó và không nhiều nó cũng có cái nghĩa là gì nữa mà là ít đấy à đó không nhiều thì là ít đúng không đấy không nhiều là ít à vậy thì chúng ta có thể nói nhiêm noga hoặc là mà là đấy tạc chúng ta có từ các là gì nào các là như thế như nào thế nào đấy các là như thế nào à tạc à các là thông thường người ta đặt với câu hỏi có động từ đấy các ôn chỉ tài yết cậu ấy đọc như thế nào đấy các ôn chỉ tài yết à cậu ấy đọc như thế nào thì để trả lời cho câu hỏi các thế người ta sẽ phải dùng trạng từ để trả lời đấy à đó à để trả lời cho câu hỏi các này à người ta sẽ trả lời à ôn chỉ tài yết à хорошо đấy à thấy em thấy đây là trạng từ tốt đúng không nào đấy đó thì trạng từ đó nó trả lời cho câu hỏi các đúng nào à thế ngược lại các cồi ở đây có câu hỏi các cồi là gì các cồi là hỏi về tính chất em hiểu chưa đó các là hỏi về trạng thái đấy trạng thái của cái việc anh ấy đọc đúng hay là không đúng anh ấy đọc nhanh hay là anh ấy đọc chậm đấy à thế nên các cồi thì sao các cồi đấy các cồi là hỏi về tính chất đấy các cồi ít đồm đấy các cồi ít đồm à thế nhưng mà hỏi về tính chất của ngôi nhà này thì em thấy nếu mà câu hỏi các cồi thì nó không có không có động từ đúng không đấy các thì hỏi về trạng thái nhưng có động từ đấy thế còn câu hỏi các cồi hỏi tính chất thì nó không có động từ mà nó có danh từ nó hỏi về tính chất của cái danh từ đó đấy
Đó, thế vậy thì muốn trả lời câu hỏi các cô ấy thì người ta dùng tính từ để trả lời đấy. Đó, tính từ. Thế bây giờ người ta hỏi ngôi nhà này như thế nào đấy, à chúng ta sẽ trả lời Это красивый дом đấy. À đó, thế vậy thì em thấy đây là gì, dùng dùng tính từ để trả lời cho câu hỏi các cô ấy đấy, đúng chưa đấy. Đó, nó vất tạc. À thế nhá, đó là cái sự khác nhau giữa các và các cô ấy đấy. À, một. À chúng ta có no, no là gì? No là nhưng đấy. A là gì? A là còn. À no. À thế đây là hai cái liên từ. Hay là liên từ khi vào trong câu chúng ta sẽ nắm rõ được. À như vậy là chúng ta đã có nas, nas là gì nào? Nas là của chúng tôi. Đi với các danh từ giống đực đấy. Nas dom ngôi nhà của chúng tôi. À đi các danh từ giống cái nasha komnata căn phòng của chúng tôi. Nashe vino rượu vang của chúng tôi và nashi cái nhì cái những quyển sách của chúng tôi đấy. Đó. Thế còn yevo yeyo ik là gì nào? Yevo yeyo ik đó là các đại từ sở hữu ở ngôi on thành yevo, ana thành yeyo đấy. Ik là gì? A nhì đấy. À đó. À như vậy là gì? À đây cái câu này là gì nào? Câu này câu bằng tiếng Nga đấy. Có nghĩa là gì? Là những đại từ sở hữu này không biến đổi theo giống số và cách đấy, lúc nào nó cũng như vậy đấy. Đó, à ba cái đại từ mà các em thích nhất đó là gì? Ba cái đại từ sở hữu mà nó không thay đổi gì cả đấy. Đó. À tiếp theo chúng ta sẽ làm gì bây giờ? À, tiếp theo chúng ta sẽ học chia động từ isuchat và gabarit. Isuchat gabarit thì nó cũng dễ chia cho nên là có thể nói rất nhanh đấy. À, em chia nó cũng dễ đấy. Tạc. Isuchat chia như thế nào nào? Đó là động từ chia theo nhóm 1 đấy. Động từ chia theo nhóm 1. À, nếu động từ chia theo nhóm 1 thì ngôi thứ nhất là you, ngôi thứ hai là yes. Nói luôn, nếu động từ chia theo nhóm 2 thì ngôi thứ nhất là you, ngôi thứ hai là is. Không phải là yes mà là is đấy. Đó. Cái đuôi động từ là như vậy. Thế bây giờ chúng ta chia này, em chia là động từ học nè. Isuchat là học. Ya. Đọc thử nè. Isuchayu tươi. Tươi. Isuchayes đấy, Isuchayes đấy. On ana. Isuchayes. Yeah, đấy. On ana Isuchayes đấy. Mười. Mười Isuchayem đấy. Với. Với Isuchayes chứ anh Isuchayu. à anh Isuchayu đấy, anh Isuchayu à đúng nào đấy. Đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm lại cái đuôi này đấy. À làm lại cái đuôi này bằng cách như sau đấy. Ý du chạy. Đấy. Động từ ý du chát là động từ chia theo nhóm 2. À nhóm 1 đấy. À chia theo nhóm 1. Và nếu động từ chia theo nhóm 1 thì người ta sẽ bỏ cái gì? Bỏ đuôi từ T và dấu mềm đấy. À sẽ bỏ đuôi T và dấu mềm. Đó, chỉ còn lại cái gốc này thôi. Ý du chạy đấy. À còn cái gốc gốc ý du chạy. Tạc bây giờ người ta sẽ chia này. À, người ta sẽ mô phỏng chia cho em nhé. Ya, à đó, bây giờ người ta sẽ có gốc chia ya. Ya, izuchayu, tươi, izuchay, gì nào? Yes đấy, đó, on, Yes. izuchay, yet đấy, mười, izuchay, It's yem đấy, à, mười, izuchay, yem, tạc, à, cho lên đây đấy, mizuchay, yem, với, izuchay, Yes. yeah Yes. chè đấy anh izuchai yut đấy. À đó, thế bây giờ chúng ta sẽ lấy cái này chúng ta để vào thôi đấy. Izuchai yut, izuchai yes, izuchai yet, izuchai yem, izuchai đấy. Đó. À làm cái cách như thế này thì em thấy rõ là cái cách chia của động từ đấy. À cái gốc của nó như thế nào, đúng không nào? Đấy. Đó. Thế tương tự như vậy, à chúng ta sẽ cùng nhau chia động từ gabarit. À nếu như động từ gabarit đấy. À, gabarit là động từ chia ở nhóm 2. À, nếu động từ chia ở nhóm 2 thì chúng ta sẽ bỏ ba ký tự đấy. À, đây chúng ta bỏ ba ký tự. Đó. À, đây chúng ta thấy là gì? Động từ chia nhóm 1 chúng ta bỏ hai ký tự thôi. Đấy. Động từ chia ở nhóm 2 sẽ bỏ ba ký tự đấy. À, thế ở đây nó còn cái gốc lại gì nào? Là govor đấy. Thế và nó tương tự chia như vậy đấy. À, đó chúng ta sẽ chia nào. À, đó. Chúng ta sẽ chia nhá. Ya thì là gì? Vẫn là you đấy. À, tươi. À ở nhóm 2 thì không phải là is nữa mà nó sẽ là is đấy. Is on nào, on đuôi gì? On It, it, nó không yet mà là it, it đấy.
À bởi vì nó nhóm 2 mà, nhóm 2 thành ít, 10 thì thành gì nào? Im. Im đấy, 10 thành im với thì thành y y chè đấy. Y chè. Và a nhí, à a nhí, à đặc biệt a nhí này. A nhí thì nó sẽ thành là yat đấy, không phải là yut. Bên này em nhìn thấy là gì? Yut. Ở bên này là yat đấy. À đó, thế sau đó chúng ta sẽ để cái gốc này vào đấy. Gavariu. Từ gavarit, on gavarit, mười gavarit, mười gavarit, chia như gavarit đấy. Đó, đó là cái cách chia của động từ nhóm 2, đúng không? Đấy. Đó. À thế nhưng mà à có một số em bảo thầy ơi, em thấy có nhiều cái động từ mà nó không phải là you mà nó lại là u cơ. Đấy. À đó, chúng ta làm luôn cái trường hợp đó đấy. À đó. Cái bộ não của em nó rộng rộng cho nên là nhồi được thêm vào nhiều đấy. Thì nó nhồi luôn đấy. Đó, u chít. Đấy. Động từ u chít. Động từ u chít là một động từ chia theo nhóm 2 đấy. À đó. À, động từ này chia theo nhóm 2 cho nên là gì? À chúng ta có it dấu mềm đấy. À đó, chúng ta bỏ đuôi it dấu mềm đúng không nào? Đấy. Đó. À thế bây giờ chúng ta cũng chia thôi. À đây nó còn có uch thôi đấy. Uch đấy. À đó. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Ya thì sẽ thành là gì nào? Ya nó không phải là u nữa mà nó là u. À không phải là u nữa mà là gì? U đấy. À tư thì nó vẫn vậy. Tư thì vẫn là is đấy. On thì vẫn là is. Mười vẫn là im, vui vẫn là ý chết đấy, ý chết. Và a nhí, à nếu nếu mà à ya nó là u thì a nhí thì nó không phải là yat nữa mà nó là at đấy. Đó. À thế bây giờ thì mình sẽ chia nhé. À yếu chủ đấy. À em nhìn thấy đây là gì nào? Ya u chủ, u chủ chẳng âm rơi vào đây đấy. Tươi u chỉ đấy. À đây là gì? Uchis đấy. Đó. À thấy chưa nào? Nó hơi khác một chút đấy. Đó. À thế ở đây chúng ta có đó. Uchis đấy. Uchis. À on. Uchis mười uchim với uchi chế. À nhỉ? Uchat đấy. À thế bây giờ mình sẽ giải thích tại sao lại à tại sao lại không phải là u mà nó lại là u. À bởi vì chúng ta biết nhé. À chúng ta mới nhớ lại là gì nào? Có bảy cái phụ âm. Bảy cái phụ âm mà đứng sau nó à không được viết ư, nhớ chưa nào? Đấy. Đó, bảy phụ âm đó là gì nào? G k. À một cặp nữa à. G k đấy, một cặp. À sau đó là gì nữa? S r đấy. S r. À thế là cặp thứ hai, đúng không nào? Đấy. Sau đó còn ba phụ âm tách rời đó là gì? Kh. À ch đấy. À rồi gì nữa? Ch đấy. Sau bảy cái phụ âm này, à sau bảy cái phụ âm thú vị này đấy. Sau bảy phụ âm thú vị này. Nó có một số cái hạn chế đấy. À đó. Sau bảy phụ âm này nó có một số hạn chế. Ví dụ như là gì nào? Nó không viết ư đấy. À không viết ư. À không viết ư. Không viết gì nữa? Không viết u đấy. À không viết gì nữa? À không viết ya đấy. À đó. À thế ở đây là gì? À do là gì? Do là à do là ở đây nó là đáng ra nó phải là ya u chiu. Nhưng mà ở đây nguyên tắc của nó không được viết u, không được viết u, cho nên nó viết thành u, em hiểu chưa? Đấy. Đó. À đây là gì? À đáng ra phải là u chặt yat đấy. Thế nhưng mà nó gì? Cũng là không viết đi a, cho nên nó viết thành a, em hiểu chưa? Đó, thế vậy thì điều đến đây thì đã giải thích cho em là tại sao mà có một số cái động từ khi chia nó không phải là ya mà là nó lại là yu đấy. À nó lại là a và ya ngôi a nhi của nó chẳng hạn đấy thì nó lại là a chứ không phải là ya đấy. Nó bất tạc. Hiểu chưa nào? Nhất trí chưa? Dạ vâng. À nhất trí rồi. Đấy. Đã хорошо. À thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem chia động từ khát triệt. Động từ khát triệt. À động từ khát triệt là mong muốn đấy. À ya. À em lại nhìn thấy được gì nào? U đấy. Em chia nào. Ya. Ya хочу. Хочу đấy. Ya хочу. Ты. Хочешь. Ты хочешь он. Хочет. Мы. Мы хотим. Вы? Хотите. Да, они? Хотят. А, они хотят. Thế em thấy cái động từ này có cái gì đặc biệt? Nó. À, chúng ta nhận thấy ngay đấy. Nếu như động từ chia ở nhóm 1 thì ngôi thứ nhất là u, ngôi thứ hai là yes, đúng không nào đấy? Ngôi thứ ba là yet. Thì ngôi thứ tư đáng ra phải là gì? Phải là yem, nhưng đây là thành im đấy. Ngôi thứ năm là gì? Đáng ra là y chia thì đây là y chia đấy. À thế như vậy hóa ra là gì nào? Động từ này
ba cái ngôi số ít nó chia theo nhóm 1 đấy, ba cái ngôi số nhiều nó chia theo nhóm 2 đấy, em đi chơi. Đây là một trong một vài cái động từ kỳ cục mà nó chia theo cả hai nhóm đấy. Đó, đáng ra là gì, nguyên tắc là thầy giáo nói là gì nào, ở trong tiếng Nga động từ hoặc là chia theo nhóm 1 hoặc là chia theo nhóm 2, nhưng mà có một vài động từ nó chia kiểu kỳ cục, tức là gì, nó vừa theo nhóm 1 một nửa, thế còn nửa còn lại đấy theo nhóm 2 đấy. Đó, đây là một trong những động từ đó đấy. Đó, à thì chúng ta phải nhớ như vậy. Tạc, à, em đọc lại nhanh nào. Ya ya khách chú tươi từ khô chết ổn ổn khô chết mới mới khách chím với vì khách chí chết à nhỉ anh nhi khách chát đà tạc rất sợ. Thế bây giờ à, lần sau nếu thầy giáo bảo em đọc, em cố gắng đọc như thế này nhé. Ya khách chú tươi khô chết ổn khô chết mới khách chím mới khách chí chết như khách chát đấy. Đó, nói như vậy đấy. À bây giờ thầy giáo bảo em là em chia cho thầy động từ khai chết. Giờ khai chủ từ khổ chết ôn khổ chết mới khai chi mới khai chi chia như khai chặt. Ta khai sớt đấy. Chia như vậy nhé. À ta khai sớt. À thế bây giờ chúng ta sẽ có một vài cái ví dụ đấy. À vài cái ví dụ chúng ta ở đây. Ta vài ví dụ này. Giờ khai chủ tôi muốn muốn cái gì nào? Izu chat ruski is. Đấy. Izu chat là gì biết rồi. Đó là học đấy. Học tiếng Nga đấy. Bây giờ tôi muốn nói tiếng Nga. Giờ khai chủ говорит по-русски. Đấy. À thế hai cái câu này em thấy có gì đặc biệt? Đó là trong câu có hai động từ đi liền nhau. Động từ khai chú và động từ izu chặt đấy. À dưới này là động từ khai chú và động từ говорит. Vậy thì hóa ra là gì? Hóa ra là động từ khai chết này nó có một cái điều đặc biệt đấy. À đó, khai chết. Đấy, sau đó nó mới cộng với là infinitive. Infinitive. Đấy. Infinitive là cái gì vậy? Infinitive. Đấy. À đây là từ viết tắt của infinitive đấy. Có nghĩa là nó cộng với động từ nguyên thể, em hiểu chưa? À, đó nếu mà cái động từ khai chết này nó cộng với một động từ đi đằng sau nó là một động từ nguyên thể thì cái động từ đằng sau là chúng ta không cần phải chia nó, cho nên nó gọi là nguyên thể đúng không nào? Chúng ta chỉ cần chia một động từ khai chết thôi. Đấy. À đó. Thế vậy thì à, em nói tôi muốn học tiếng Nga, я хочу изучать русский язык. Đấy. Я хочу говорить по-русски. Đấy. À đó. Thế bây giờ em dịch câu là anh ấy muốn nói tiếng Nga đúng. Он хочет говорить по-русски правильно. Anh ấy muốn nói tiếng Nga đúng đấy. Cô ấy muốn nói tiếng Nga tốt. Она хочет говорить по-русски хорошо. Она хочет говорить по-русски хорошо. À đó. À thế như vậy là chúng ta đã nắm được một cái cấu trúc câu mới, đó là gì nào? Động từ khai chết cộng với infinitive đằng sau. Đấy. Đó, infinitive là có nghĩa là động từ nguyên thể đấy. Tạc. À хорошо. Ở đây chúng ta có động từ изучать. Động từ изучать chúng ta chia rồi. À cho nên chúng ta chỉ xem ví dụ thôi đấy. Мы изучаем что? Chúng tôi học cái gì? Русский язык. Đấy. Có thể là русский язык đúng không nào? Русский язык. Tiếng Nga. Французский язык. Tiếng Pháp. Chúng ta có từ французский. Em đọc nào. Французский. Francisco. À Francisco, thế em mới hỏi thầy có chữ giờ này không đọc à? Chữ giờ này là một phụ âm hữu thanh đứng trước phụ âm vô thanh là s, nó bị biến thành s. Cho nên hai chữ s đứng liền nhau, ta đọc thành một âm s. Francisco, Francisco. Có nhiều bạn đọc là Francisco đấy, là sai đấy, phải đọc là gì? Francisco, Francisco. Em nói lại, Francisco. Francisco. À, à bây giờ em nói là chúng tôi học tiếng Pháp. Мы изучаем французский язык. Французский язык, đấy. À thế nhiều em bảo thầy ơi, học учит cũng là à учит là học à? Đúng rồi. Учит, lúc nãy chúng ta vừa chia đấy. À động từ учит. À động từ учит đây đấy. À đó, учит nghĩa là học. Em chia nào động từ nào? Я учу. Я учу. Ты учишь? Ты учишь. Он учит. Он учит. Мы учим. Мы учим. Вы учите? Они учат. Они учат. Так, bây giờ em ngồi đọc nhiều lần, sau đó là em sẽ quen nhé. Khi nào em ngồi em tự ôn ở nhà nhé. Я учу, ты учишь, он учит, мы учим, вы учите, они учат. Đấy. À đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói nào. À, chúng ta có câu là gì nào? À, cái câu của chúng ta là gì nào? Đây, câu của chúng ta. Đâu nhỉ? À đây, đấy. À chúng ta có câu này đấy. À đó. Так, это что? Please nhỉ. Đấy. Так. À chúng ta có câu à мы изучаем русский язык. Chúng tôi học à tiếng Pháp đấy. Thế thì chúng ta có thể nói là gì? Мы учим русский язык. Đấy. Tương tự như vậy đấy. Мы учим русский язык. Мы изучаем русский язык. Đấy.
Đó. À chúng ta vậy chúng ta hóa ra có câu nói là gì nào? Мы учим русский язык. Мы учим. À, французский đấy. Французский язык đấy. Язык đấy. Đó. À thế bây giờ chúng ta hai câu này giống nhau. Đấy, hai câu này hoàn toàn giống nhau luôn. Đấy, đó. À đây, câu trên này đây. Мы изучаем французский язык đấy. À, thế thì nó khác nhau cái gì? Khác nhau cái gì ở đây? Mặc dù chúng ta nói là gì? À, что вы учите, мы учим французский язык đấy. À, французский язык. À, đây chúng ta thừa thừa cái chữ này đấy. Đạt. À, chúng ta có từ французский язык, lấy cái từ французский язык để vào đấy. Đó. Мы учим французский язык. Вот так вот đấy. Đó. À, đó. Thế vậy thì chúng tôi học tiếng Pháp, dưới này cũng là chúng tôi học tiếng Pháp. Nó khác nhau ở cái gì? À, мы учим русский язык. Chúng tôi đang làm cái gì? Đang ngồi học tiếng Pháp thôi đấy. Chúng tôi học tiếng Pháp. Thế nhưng mà nếu nói мы изучаем французский язык có nghĩa là gì? Chúng tôi nghiên cứu bộ môn tiếng Pháp. Изучать này có nghĩa là học chuyên sâu, em hiểu chưa? Đấy, học chuyên sâu. À, nếu mà em học ở nhà, em đặt một cái khóa học trên mạng thì là em учим, ты учишь русский язык đấy. À, đó. Ví dụ em đang học với thầy thì là ты учишь русский язык. À. Thế nhưng mà nếu mà sau này em đi vào em vào trường đại học, em vào chuyên ngành ngôn ngữ tiếng Nga thì lúc đó em sẽ nói là я изучаю русский язык, có nghĩa là em nghiên cứu về môn tiếng Nga đấy. Thế nào là nghiên cứu, thế nào là изучать? Изучать có nghĩa là học chuyên sâu, em hiểu chưa? Đấy, học để biết là gì, để trở thành nhà ngôn ngữ học. À, ví dụ như thầy giáo trước đây là thầy giáo học là gì? Изучать, я изучал русский язык. Trước đây là tôi nghiên cứu về ngôn môn môn tiếng Nga, cho nên là tôi trở thành gì? Tôi trở thành русистом đấy, русист tức là chuyên viên về tiếng Nga đấy, là người biết rất giỏi về tiếng Nga, tức là biết rất nhiều, biết rất sâu về tiếng Nga, thì chúng ta sẽ sử dụng được từ изучать đấy. Thế còn bình thường chúng ta nói chỉ là có nghĩa là học thôi thì chúng ta sẽ nói là мы учим русский язык đấy. Chúng tôi học tiếng Nga, học tiếng Pháp đấy. À, đến đây thì em đã phân biệt được thế nào là изучать và thế nào là учить đấy. À, đúng không nào? Đấy. Trong tiếng Nga nó có được khoảng 4 năm động từ học, nó có ý nghĩa khác nhau đấy. Đó. À, thế như vậy bài của chúng ta hôm nay sẽ tạm dừng tại đây. Hiện nay chúng ta đang làm gì? Chúng ta đang chia động từ đấy. À, sau đó thì chúng ta sẽ có một cái bài đọc khá dài dài. À, đến hôm sau thì chúng ta sẽ cùng nhau viết cái bài đọc đó đấy. À, đó. Cảm ơn em và giờ học của em đến đây là kết thúc đấy. Спасибо, до свидания. До свидания. Пока, пока.